Người đi trong mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau lẻo bến bờ. Nương theo câu thơ Mai Châu mùa em thơm nếp xôi trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Mẹ Bảo Hân mời bạn đến với Tây Bắc trong những ngày cuối năm đầy sương mù và rực rỡ màu hoa cải. Vâng, đó không đơn giản chỉ là một chuyến du lịch, mà mẹ Bảo Hân hứa với bạn rằng đó sẽ còn là hành trình của cả một giấc mơ. Cung đường chữ S huyền thoại có địa phận nằm ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La. Những bạn trẻ yêu thích du lịch phượt đều gọi quen là cung đường chữ S Mộc Châu, bởi do trước đây nơi này thuộc huyện Mộc Châu. Nhưng xét về hành chính hiện tại thì đã được tách thành huyện Vân Hồ và huyện Mộc Châu. Cung đường này làm từ bê tông nhưng nó lại mềm mại một cách kỳ lạ, uốn dáng theo đúng hình chữ S, cua qua những đoạn dốc vừa phải nên con đường nhìn tựa như một dải lụa và có vẻ không nguy hiểm, gập ghềnh như nhiều đoạn đèo khác. Cung đường chữ S này đã trở nên nổi tiếng và quen thuộc với những người yêu du lịch, đặc biệt là các phượt thủ. Dường như cứ mỗi lần về ghé qua đây là các đoàn xe sẽ tự động dừng lại để có thể chụp ảnh, để có thể say đắm với sắc trời cảnh quan thiên nhiên đầy thú vị. Đặc điểm đặc biệt thu hút cung đường đó chính là khúc cua đúng dáng chữ S. Nơi này nằm giữa một thung lũng bao quanh chỉ một màu xanh đến từ đồi núi, từ cây trái, hoa màu. Bạn ghé nơi này vào bất kỳ thời điểm nào trong năm cũng mang lại cảnh tượng khác nhau. Đó có thể là mùa thu hoạch, rộ rõ nền đất màu đỏ lâu. Đó là mùa ngô bao kín mặt đất, toàn màu xanh. Hoặc một màu cỏ lau nhuộm màu. Có ai đó ví Mộc Châu như làng tiên thiếu nữ thanh xuân dịu dàng, tinh khôi của núi rừng Tây Bắc, bởi sự yêu kiều của muôn loài hoa khoe sắc. Vào thời khắc nào, miền thảo nguyên rộng lớn ấy cũng toát lên vẻ đẹp yêu kiều, chứa chan cảm xúc. Mộc Châu quê tôi có khí hậu na lá như Sapa, như Tam Đảo, như Đà Lạt, cho nên mây, sương mù nhiều vô kể. Vào mùa này bạn đến với Mộc Châu, bạn sẽ lãng đãng trong bản sương mù suốt ngày. Có những lúc sương mù dày như mây quyện lấy chân người huyền ảo. Cao nguyên Mộc Châu không chỉ nổi tiếng với những mùa hoa rực rỡ, với bạt ngàn đồi chè xanh tươi, thảo nguyên bát ngát, mà còn làm ngây ngất lòng người với cảnh bồng bềnh mây luồn đồi núi. Vừa hoang sơ như Sapa, thời tiết lại có bốn mùa như Đà Lạt, Mộc Châu trở thành điểm đến du lịch của rất nhiều người đam mê. Ngoài hoa đào, mận, dâu tây, sữa, Mộc Châu còn có một đặc sản nữa, đó là vô vàn mây, vô vàn sương mù.
Mộc Châu, theo tiếng Thái cổ cũng có nghĩa là mường của sương khói, của mây mù. Về nơi đây, dù mùa nắng cũng như mùa mưa, buổi sáng hay buổi chiều, thậm chí là cả trưa, bạn có thể bắt gặp những thung lũng mây hoặc những dãy núi, những cánh đồng khoác lên mình màn sương lảng bảng. Sương răng trên những đồng chè, trên những đồng cỏ xanh mềm như dải lụa, biến những dãy núi đồ sộ thành những hòn đảo hoang giữa biển mây trắng xóa. Mây có lúc hững hờ trôi, có lúc ùn ùn kéo về trong vài phút, rồi lại bị gió đẩy trôi đi, dạt xa nơi khác. Muốn chụp được mây đẹp ở Mộc Châu, trước hết bạn hãy chọn một khu vực cao, nhiều mây. Lại còn cần phải biết chọn những dãy núi cao, nhìn xuống những thung lũng có nhiều núi đá lô nhô. Rồi nữa nhé, bạn cần một góc chụp đẹp và phải đón nhận được khoảng khắc nắng thật đẹp chiếu xuyên qua mây, chênh chếch bên sườn núi nữa. Bởi vậy, mây Mộc Châu rất nhiều, nhưng người bắt được mây trong một ngày nắng đẹp ở một vị trí thuận lợi thật không dễ dàng gì. Vâng, Mộc Châu là cao nguyên rộng lớn và xinh đẹp nhất vùng Tây Bắc, thuộc tỉnh Sơn La, nằm trên cung đường Tây Bắc nổi tiếng với những cảnh quan kỳ vĩ, với những ngôi làng xinh xắn ven đường, với những mùa hoa cải, hoa đào, hoa mận ngút trời. Cái thời tiết se se lạnh cùng với những lớp sương mù dày đặc khiến cho cảnh vật thiên nhiên nơi đây đẹp lạ, mê mẩn hồn người. Chính những nét đẹp đó thu hút đông đảo khách du lịch tìm đến nơi đây trải nghiệm và khám phá. Mộc Châu quê tôi vốn được đánh giá là thiên đường của chốn hạ giới. Mẹ Bảo Hân đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ không thất vọng với khung cảnh mây trôi bồng bềnh đẹp ngất ngây. Xứ sở ấy gần như quanh năm có sương mù. Nếu như bạn không đi săn ảnh, săn mây thì thật đáng tiếc. Mời bạn hãy hành trình trong giấc mơ về với Mộc Châu. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những chia sẻ của mẹ Bảo Hân. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Hãy ủng hộ cho mẹ Bảo Hân bằng cách nhấn like để ủng hộ, nhấn share để chia sẻ.
và nhấn subscribe kênh để theo dõi những video tiếp theo từ Mẹ Bảo Hân nhé.